thăm nhà máy tái chế chai lọ lớn nhất thế giới tại Mexico, tên từ Mexico City, là quốc gia tiêu thụ những sản phẩm nước đóng chai lớn nhất nhì và là nơi tiêu thụ sản phẩm Coca-Cola hàng đầu trên thế giới. Mexico hiện đang là trứng tầm của một dự án nhà máy tái chế chai nhựa lớn nhất thế giới có tên gọi là Pet Store. Theo thống kê của Trường Đại học Liên Hiệp Quốc trong năm 2013, trung bình thì mỗi ngày người dân Mexico vứt bỏ khoảng 2 chai nhựa, tương đương mỗi năm tiêu thụ 6 kg chai nhựa trên bình quân đầu người. Thay vì lãng phí chúng tại các bãi rác thải lớn nhất cả nước, thì nhà máy tái chế Pet Store ra đời nhằm phục vụ nhu cầu tái chế đối với những vỏ lon nước ngọt đóng chai thành một loạt các sản phẩm mới. Với tỷ lệ tái chế chai nhựa lên tới tỷ lệ 60%, Mexico đang vượt xa nhiều quốc gia, thậm chí là các nước phát triển trong ngành công nghiệp tái chế. Mexico là nước sản xuất rác thải lớn thứ 10 trên thế giới, với 85.000 tấn chất thải phát sinh hàng ngày. Bên cạnh mục đích kinh tế và bảo vệ môi trường, hoạt động của Pet Store cũng là một phần của chương trình trách nhiệm xã hội nhằm để xóa bỏ lao động ở trẻ em và khẩu hiệu của doanh nghiệp này là tái chế mang lại một cuộc sống mới.